Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục với bộ truyện đệ tử tu luyện Còn Ta Thì Lười Biếng chap 21. Chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào video có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm video hơn nhé. Cảm ơn, mãi yêu. Tiêu Huyền nói, Tô huynh có thể cho ta mượn đan phương vừa nhắc được không? Ông ta nhìn Tiêu Huyền nói, vị này là ai? Ta là trưởng lão Tiêu Huyền của Hồng Mông Tông, hiện tại cũng là sư phụ của con gái huynh. Ta được con gái huynh nhờ đến trị thương cho huynh, thật sự hóa ra chính là ân nhân đã cứu ta và Mộ Hàn. Cảm ơn ân nhân rất nhiều, ta thực sự rất vui vì Mộ Hàn có được cơ hội này. Lão quay qua bức tường bên cạnh, gõ vào bức tường mấy cái, một hộp gỗ hiện ra. Mộ Hàn nhìn không biết hỏi, phụ thân, người lắp cái này vào phòng ngủ từ khi nào vậy? Lão lấy từ trong hộp ra một cuộn giấy cười nói, he he, ban đầu nó dùng để giấu tiền riêng. Mộ Hàn nghe mà không biết nói gì luôn à. Lão cầm cuộn giấy đưa Tiêu Huyền nói, ân nhân, người đã cứu ta, chỉ là một đan phương của Tô gia ta, ân nhân người muốn thì có thể lấy. Tiêu Huyền cầm lấy đan phương xem rồi nói, đan phương này, huynh vẫn chưa thành công trong việc cải thiện hoàn chỉnh nó phải không? Đúng là như ân nhân nói, ta gần như có thể cải tiến thành công đan phương này, nhưng đáng tiếc lại bị tên xúc sinh Tô Hồng Nguyên đó phá hủy. Tiêu Huyền nói, không thành vấn đề, không có vấn đề gì nghiêm trọng với đan phương này, chỉ cần một ít thiên hoàng thảo là đủ. Mộ Hàn chợt nghĩ, thiên hoàng thảo, đúng vậy, thiên hoàng thảo, ôi trời, sao ta không nghĩ tới điều đó. Thông báo, dưới sự hướng dẫn của sư phụ, đệ tử đã thành công lĩnh ngộ được đan dược cải tiến cấp 3 phục hồi đan, bản nâng cao, thiên phú đan đan đạo chi thể của đệ tử thăng cấp lên huyền cấp cấp độ, phần thưởng hoàn lại cho ký chủ gấp 50 lần, phần thưởng được hoàn lại cho ký chủ, đan đạo chi thể đã được nâng lên thiên cấp cấp độ. Thông báo, thiên cấp, tỷ lệ luyện đan thành công tăng 99%, tỷ lệ lĩnh ngộ luyện đan tăng 30%, tỷ lệ lĩnh ngộ luyện đan tăng 30%, thảo nào trong đầu ta đột nhiên nảy ra những ý tưởng mới về rất nhiều đan phương mà ta đã nhận được trước đây. Ông cầm lấy tay Mộ Hàn nói, Mộ Hàn, con một mình quản lý cả Tô gia đã vất vả lâu như vậy rồi. Mộ Hàn ngắt lời nói, đây là việc con nên làm, nhưng con gái ta không xứng đáng, vì để có tiền trị thương cho người, con đã thế chấp toàn bộ hiệu thuốc trong nhà, Tô gia gần như đã không còn được như trước nữa. Đột nhiên Tiêu Huyền nói, ta có một ý tưởng táo bạo. Tiêu Huyền quăng cho Mộ Hàn một cái túi nói, chúng ta cũng có thể lấy lại toàn bộ cửa hàng đan dược, sau đó chiêu mộ một ít luyện đan học đồ, cùng bọn họ ký hợp đồng trọn đời, yêu cầu bọn họ chế tạo luyện đan cho chúng ta với điều kiện là sẽ không tiết lộ công thức đan dược. Đề phòng những người luyện đan học đồ bỏ dở giữa chừng, trước tiên chúng ta sẽ ký thỏa thuận bảo mật với bọn họ, một khi bọn họ rời khỏi đan phường của chúng ta, bọn họ sẽ không thể luyện các đan phương mà chúng ta đã đưa cho bọn họ nữa, nếu không thì, cả ba nghe mà bối rối không hiểu a. Mộ Hàn nói, luyện đan học đồ. Tiêu Huyền làm vẻ mặt nham hiểm nói, he 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 he, họ sẽ sớm biết chúng ta mạnh đến mức nào thôi. Không dài dòng nữa, Mộ Hàn, ngươi đi luyện đan trước đi, ta và sư tỷ đi xử lý Tô Hồng Nguyên đã, sư muội, hẹn gặp lại. Tô Viễn ngơ ngác nói, sư phụ con có phải là người nghiêm túc không? Mộ Hàn cũng không biết luôn a, chắc vậy. Lão Tô Hồng Nguyên lúc này đang bị trói ở nhà lao, ngươi muốn làm gì ta? Tiêu Huyền nói, lên đi, Tiểu Chi Nhi, nếu ngươi không luyện được kiếm khí, hôm nay chúng ta sẽ không rời đi, vâng. Lâm Chi tạo ra vô số thanh kiếm khí, 9971, 9972, 9999, 10.000. Xong, Lâm Chi tạo ra một vạn thanh kiếm khí trước mặt tên Tô Hồng Nguyên. Tên này nhìn mà sợ hãi tới mức không biết chạy đi đâu luôn, quên tên này bị trói lại rồi sao mà chạy được, he he he. Lâm Chi vừa mới làm xong đang thở phào mệt mỏi, Tiêu Huyền nói, không tệ, bước tiếp theo là biến hàng nghìn thành một, cố lên, ta tin con. Lâm Chi tụ linh lực vào đầu ngón tay, nói, ta cũng tin. Vô số thanh kiếm thu vào tụ lại trước ngón tay cô, ta có thể nhất định làm được. Một thanh kiếm khổng lồ được tạo ra, Lâm Chi dùng linh lực khống chế nó, wow, đúng là to thiệt nha, he he. Lâm Chi vui mừng nói, sư phụ, ta đã thành công, làm tốt lắm, học được chiêu này, đối phó Lạc Vân Tông là đủ rồi. Lão Tô Hồng Nguyên hét, ngươi, thanh kiếm khí khổng lồ của Lâm Chi chỉ thẳng vào giữa trán của Tô Hồng Nguyên, hắn hét, ngươi muốn làm gì, không, không được. Tiêu Huyền nói, không, khi ngươi giết Tô Chí Viễn ngươi có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không, đồ nhi, ra tay đi. Thanh kiếm đâm xuống, vậy mà hắn cũng né được, ta không muốn chết, tha cho ta đi. Lâm Chi phòng má tức giận, nhìn đáng yêu vãi, chật, trượt rồi. Tiêu Huyền an ủi cô, hãy nhắm lại lần nữa, đừng vội vàng, cứ từ từ thôi. Tên này hên thế nhở, lại hụt kìa, lấy cho bé Lâm Chi cái 8x đi mấy tình yêu, chật, lại trượt rồi, thêm lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Vài ảnh chắp sau nè mấy tình yêu. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình và theo dõi những bộ truyện khác.